Hồi thứ 21, nơi vực thẳm thục nữ quyết liều thân. Giữa thạch đình anh hùng ra cứu mạng. Đây xin nhắc lại việc Bạch Thu Hà ở tại thạch đình cũng tưởng hứa đỡ nhân duyên với nhị cô đặng trì quận ít ngày, mà kiếm thế thoát thân qua xứ khác. Chẳng dè nhị cô tính viện hôn nhân cho anh rất gấp. Thu Hà túng thế phải quyết ý liều mình, nên đêm ấy để thị nữ Xuân Đào ngủ, rồi lén lại nơi bàn viết một phong thư tỏ hết tâm sự căn duyên, rồi lại đứng giữa cửa sổ thạch đình ngó xuống chỗ biển thẳm vực sâu thì rưng rưng hai hàng giọt lụy mà than rằng: cha mẹ ơi, cha mẹ banh da xé thịt mang nặng đẻ đau mà cho con một phút hình hài này. Con cũng ngỡ là con khôn lớn trưởng thành đang kiếm chỗ dai ngẫu lương duyên mà đền đáp công ơn sanh dục. Chẳng dè cuộc nhân duyên điên đảo như vậy. Vậy con cam lỗi cùng cha mẹ, liều như con thác thổi trong nôi, thà con mượn sông biển mà liều với hình hài, hơn là nuôi một khối khổ tình trong gan ruột. Võ Đông Sơ ơi, chẳng có biết cho tôi vì ai mà phải ăn sầu uống thảm. Gối tuyết nằm sương, ra thân lưu lạc giang hồ, đặng giữ một lòng son sắt với tình cho trọn lời thể ước. Vì ai mà trong lúc canh tràng đêm tịnh, đứng đây thở vắng than dài, chỉ biết cái vực thẳm biển sâu này là một khuê trương thứ hai để mà vùi thân gửi xác. Tình lang ơi, này đã ra nông nổi thế này cũng bởi vì ai vấn chặt tình duyên, tơ sầu đất ruột lửa phiền cháy gan. Võ Đông Sơ ơi, chàng có biết cho tôi vì ai mà phải mai gầy liễu ốm, phẫn lợt hương tàn những mãng ngày lụng tháng qua. Chỉ thấy đeo đuổi theo trước mắt một cảnh ngộ thê thảm bi sầu như vậy, nó làm cho tôi thảm dầm dề hột lụy. Tình lang ơi, cái cảnh ngộ ấy làm cho tôi ngày nay không còn biết sống là vui, là cũng vì duyên nợ ba sinh, xa xôi ai có thấu tình chăng. Chàng có biết cho tôi vì ai mà phải hai phen từ hôn tỷ thú, cách xa xứ sở thuê hương đến đội đất cách lạc loài. Hôm sớm một mình hiu quạnh, vậy đêm nay là đêm tôi xin cùng chàng vĩnh biệt, đặng gửi cái thân lưu lạc này cho một ngọn sóng hải triều. Nó đường rấp ranh chậu trực mà trước tôi nơi dưới đây, cho rồi cái kiếp bạc phận hồng nhan, để sống làm chi mà mua sầu chuốc thảm. Ở cái vực thẳm kia ôi, bị phải là một chỗ cùng đồ tuyệt mạng, để chờ ta đến đây đặng mà lấp thịt vùi xương đó chăng. Ở cái biển thẳm kia ôi, mi phải là một chỗ nghiệt hải ba đào, để chờ ta đêm nay mà làm cho ngọc nát vàng tan, hoa chìm trong gãy đó chăng. Ở ngọn thủy triều kia ôi, nay ta mượn cái dòng nước mặn mồi tinh khiết của mi mà gửi một khối chung tình này là một khối tình cao nghĩa thượng, và gửi một thân lưu lạc này là thân ngọc trắng gương trong, chứ chẳng phải như cái thân sĩ tiết ô danh của nàng kiều ngày xưa làm cho dòng sông tiền đường phải thúi tha dơ giấy đó đâu. Nay ta đã tự quyết xuống chốn gành quyên bãi hạt mà nấu nương một giấc u hồn, vậy thì nhờ nơi lượng biển lòng sông đặng mà rửa sạch một đời oan nghiệt. Khóc rồi dây lại thấy thể nữ Xuân Đào nằm ngủ nơi giường thì than rằng: Xuân Đào ơi, bấy lâu mi theo ta mà chịu dầm sương dãi nắng lưu lạc giang hồ, dù cực khổ cay đắng thế nào thì cô cháu cũng hoạn nạn chung cùng, không rời nhau đặng. Nay ta gặp cảnh ngộ sợ bức như vậy thì ta cùng mi không còn thể gì mà đặng sớm hôm gần gũi nhau nữa. Vậy thì đêm nay là đêm ta tự biệt mi mà xuống chỗ vực sâu này. Mi là một gái đào thơ thông thả, chưa chi vương vấn nợ tình, vậy thì mi hãy ở lại mà nếm hưởng chút cay đắng mùi đời, cho biết cái cảnh phù sanh này là cảnh trần ai cực khổ. Thu Hà nói rồi bước lên đứng trên ngạch cửa sổ và gieo mình xuống vực thẳm kia. Bỗng đâu một cánh tay phía sau thò ra nắm vạt áo Thu Hà để níu lại. Thu Hà hoảng kinh không biết cái chi, ngó lại thì thấy một cánh tay mạnh mẽ phi thường nắm ngang vạt áo chặt khừ, làm cho Thu Hà không nhảy xuống vực sâu kia đặng. Liệt vị khán quan đọc đến đây thế thì cũng hồ nghi ngơ ngẩn, chưa rõ cớ sao trong lúc canh khuya đêm vắng ở giữa thạch đình lại có một cánh tay nào đây thình lình phía sau thò ra nắm áo Thu Hà mà kéo lại.
Song cánh tay này chẳng phải cánh tay của kẻ hung gian cường bạo để mà sát mạng đoạt tài, cũng chẳng phải cánh tay của kẻ đạo vật gian nhân để mà mò lưng múc túi, cũng chẳng phải cánh tay của kẻ đồ mưu trục lợi để mà khuấy nước hại dân, cũng chẳng phải cánh tay của kẻ ỷ thế cậy quyền để mà trung cây nhát khỉ, cũng chẳng phải cánh tay của kẻ tham dâm háo sắc để lăm le má vuốt mận ve đào, cũng chẳng phải như cánh tay của kẻ vua mi cầu thân để lòn lỗi mà nâng bôn bờ đích. Cánh tay này thiệt là một cánh tay của kẻ phò nguy cứu nạn để mà giúp người trong cơn thắt ngặt cùng đồ. Cánh tay này là một cánh tay của kẻ tụ nghĩa thi ân để mà cứu người trong lúc rủi ro hoạn nạn. Cánh tay này như cánh tay của Tiết Nhân Quý thò ra bãi biển mà cứu vớt Đường Vương, như cánh tay của Triệu Tử Long vào trận Đương Dương mà ấm bồng ấu chúa. Cánh tay này là cánh tay của một người phong ba đáng mặt anh hùng, ra tay tháo củi sổ lồng như chơi. Cánh tay này là cánh tay của một kẻ đường đường đập đất đội trời, ra tay tế độ vớt người trầm luân. Cánh tay này chẳng phải của ai xa lạ, ấy là cánh tay thò xuống dòng sông Nhĩ Hà mà cứu vớt Đông Sơ ngày xưa, nay đến Thạch Đình này thò ra mà cứu Thu Hạ trong lúc liều thân tự tử, ấy là một cánh tay của Triệu Dũng. Nguyên Triệu Dũng từ khi cứu Võ Đông Sơ tại sông Nhĩ Hà và nghe Đông Sơ thuật lại chuyện lai lịch của Bạch Thu Hà thì biết Thu Hà là người tình nghĩa của Đông Sơ, nên khi từ giã Đông Sơ rồi, hai anh em có ý muốn tìm kiếm Thu Hà giùm cho Võ Đông Sơ, nên mướn một chiếc ghe rồi chạy theo mé biển thẳng qua Hải Ninh. Khi ghé đi tới địa phận tỉnh Quảng Yên thì bị gió bê vào mấy cù lao nhỏ ở giữa Thạch Đình. Trong lúc ban đêm, Triệu Dũng đương đứng sau lái ghe nhắm xem phong cảnh, bỗng nghe trên Thạch Đình có tiếng khóc than văng vẳng thì lấy làm lạ, liền biểu lần ghe xích tới. Rồi đậu khuất nơi dưới bóng cây thì nghe rõ ràng tiếng của đờn bà đương kêu Võ Đông Sơ mà khóc than một cách bi ai thảm thiết. Triệu Dũng thất kinh và tự nghĩ rằng những lời kêu Võ Đông Sơ mà than khóc đó thì chắc là Bạch Thu Hạ chẳng sai, nhưng chưa rõ cớ sao nàng lại siêu lạc vào đây mà ở chỗ góc biển đầu non chèo leo vắng vẻ như thế này. Thế thì nàng bị ai làm điều chi sợ bức và uất ức chẳng chỗ kêu oan, nên để lúc đêm vắng canh khuya rồi một mình thầm than trộm khóc. Ghế dậy rồi tức thì bước xuống mé biển, lần lần vịnh theo gợp đá mà leo lên. Khi gần tới trên Thạch Đình thì thấy phía trong núi có một đường thẳng ra Thạch Đình, và thấy một người mặc đồ đen đường lường tường trong hang đá bước ra rồi xăm xăm đi tới. Triệu Dũng lật đật núp vào kẹt đá thì thấy tên ấy lại đứng trước Thạch Đình dòm coi bốn phía, rồi quay chân trở vô và rảo lại đi qua như tuồng ở đó mà canh giữ cái Thạch Đình kia vậy. Triệu Dũng lén lén núp theo bóng cây leo lên, hễ tên quân canh lìa đi vô thì Triệu Dũng leo lên, tên ấy đi ra thì lại núp xuống. Như vậy hồi lâu mới lần bước tới trên thì thấy cửa Thạch Đình đóng chặt, liền đi bộc ra phía sau, thấy có một cây lớn cao nhánh dè gần bên cửa sổ, bèn sẽ lén leo lên cây ấy. Vừa muốn chuyện theo nhánh dè đặng bước qua cửa sổ, sẽ thấy tên quân canh trong hang đá phăng phăng đi ra, lại đứng xa xa dòm ngay cửa sổ rồi la lên một tiếng hỏi ai. Triệu Dũng núp trên cây lẳng lặng làm thinh. Kẻ nghe tên ấy lầm bầm và nói: con khỉ mất phong, chừng ni mà mi chưa chịu ngủ. Nói rồi quậy bước trở vô, ngồi trong hang đá. Ấy là tên quân canh tưởng khỉ leo cây, chứ chẳng dè người ta là Triệu Dũng. Con Triệu Dũng núp trên nhánh cây, nghe tên kia nói vậy thì khủng khỉnh cười thầm rồi nói: con chó quán manh, mi làm mặt lanh mà không thấy chi hết. Đối rồi Triệu Dũng lật đật leo qua cửa sổ và lén mở cửa bước vô phía trong Thạch Đình. Thấy Thu Hạ đương đứng giữa cửa sổ phía bên kia ngó ra ngoài biển, giờ muốn gieo mình xuống chỗ vực sâu thì bước lại thò tay nắm ngang vạt áo Thu Hạ kéo lại. Khi ấy Thu Hạ thất kinh muốn la, kể nghe tiếng nói nhỏ nhỏ bên tai rằng: xin tiểu thơ chớ sợ, tôi là anh em thiết nghĩa với Võ Đông Sơ, đến đây mà cứu tiểu thơ trong cơn thất ngặt. Thu Hạ nghe nói Võ Đông Sơ thì lần lần tỉnh lại, rồi gặng hỏi sự tình. Triệu Dũng bèn thuật lại chuyện Võ Đông Sơ khi rượt theo chiếc thuyền tại sông Nhĩ Hà và bị sóng chìm ghe, may không chút nữa thì bỏ mạng, và thuật lại chuyện Đông Sơ tính qua Hải Ninh mà tìm kiếm. Thu Hạ nghe nói thì cảm tình Đông Sơ và cũng cảm ơn Triệu Dũng. Rồi nàng nói: vậy bây giờ tính thế nào đặng mà cứu tôi ra khỏi cái Thạch Đình này? Triệu Dũng nói: tôi có sẵn một chiếc ghe đậu giữa mé đây, xin tiểu thơ ráng leo theo đây mà xuống. Nói rồi lấy một sợi dây trong lưng ra và lấy tay ngoắt chiếc ghe.
Biểu đem lại phía dưới thạch đình đậu ngay cửa sổ, rồi Biểu Tiểu Thơ nắm một đầu dây, còn một đầu thì Triệu Dõng cầm, rồi lần lần thòng xuống. Dưới ghe có em Triệu Dõng là Triệu Nương tiếp trước Tiểu Thơ. Lúc ấy Triệu Dõng muốn kêu Xuân Đào thức dậy đặng đem xuống ghe luôn thể. Kế ngay trước cửa thạch đình có tiếng người đi tới. Triệu Dõng lật đật quăng dây, rồi lại cửa sổ phía kia, chuyện qua nhánh cây mà leo xuống. Khi xuống tới ghe thì ngay trên thạch đình có tiếng giọng cửa kêu rân. Triệu Dõng liền hối giang ghe ra khơi, rồi trương bừa mà chạy. Cái tiếng kêu cửa đó là tiếng của Hoàng Nhất Lang đi với Võ Đông Sơn ra thạch đình. Thấy cửa đóng thì kêu, và tông cửa bước vô đặng kiếm Thu Hà thì Thu Hà đã mất, như chuyện tôi đã nói rồi trong khoảng trước kia vậy.